Kính Quang thân kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của tối ngày 26, thì mình cũng bán hàng cho ngày mai là ngày 27 tháng 7 năm 2022. Có một số hàng thuần gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Thì tiếp tục bữa nay mình sẽ là lên mình bán giá rẻ nữa cho cả nhà mình sưu tầm nha. Đó, ai chưa có này mình tranh thủ. Đó, thì tất cả mặt hàng mình trồng thuần đều ra rễ ổn định để trồng trên những cái chậu chỉnh cho các chú anh chị mình, về mình treo lên trăm thôi, không thêm cái bước xử lý nào nữa hết. Đó. À, đóng hàng là nguyên đai nguyên kiện gì cho cả nhà mình nghe. Đó là móc là rất là đẹp luôn, móc rất là đẹp, rất là chắc chắn nha, cây 4 ly là đàng hoàng. Rồi cái giá mình bán là bao cước hoàn chuyển toàn quốc, ship hàng toàn quốc luôn, đóng hàng rất là kỹ, đóng cái giá thể này không gớt ngoài cho cả nhà mình nha. Đó, đóng giá thể này không gớt ngoài luôn, cố định bằng dây rút chậu hoặc khúc gỗ bằng dây rút vô thành thùng, cái nhà về nhớ cắt dây rút trước khi lấy cây ra. Rồi sau đây cũng xin vô chi tiết các hình luôn, không để cả nhà mình chờ lâu. Hình số 1, thanh đạm Indo, thanh đạm Indo thì mắc. À, tuy nhiên ta bán không bao ship, nhưng mình bán bao ship cả nhà mình luôn. Trồng hoàn chỉnh hết trơn nha. 280 bao ship, hình số 1, hình số 2. Rồi cái bạch ngọc hải âu. Đó, đẹp chưa? Bạch ngọc hải âu, cây lớn hết trơn á. Cái cây lớn mà nó vẫn có quà hoa bình thường nữa nè. Nhà thấy không? Đó. Bạch ngọc hải âu. 120k bao ship, bán giá rẻ luôn cho cả nhà mình sưu tầm nha. Ai chưa có mình tranh thủ vô. À, hình số 3 là cái tiểu hoàng đỏ hay gọi là giáng thu. Đó. 130k bao ship. Hình số 4 là kiều vuông. Kỳ vuông, cái cây này lớn cực kỳ lớn luôn, nó cao trên 40 cm, mầm gốc đang lên, rễ là cứng chậu luôn, trồng hoàn chỉnh bằng bỏ thông, xử lý sạch sẽ vậy luôn. Đó, hình số 4, 130k bao ship, này mình về làm giống nha. Hình số 5 là quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lan hương, cái nhà mình rễ cái nè, thuần lâu lắm mới được vậy đó, rễ cái nè. Đó. Cực kỳ đẹp chưa? Ai bán giá rẻ là cả nhà mình sưu tầm luôn đó nha. Ai chưa có mình tranh thủ vô. 180k bao ship, trên số 5, quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lan hương. Qua hình số 6 cũng là quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lan hương. Hình này cây lớn không nè. 210k bao ship. Hình số 6, hình số 7 là một giò kiều vẹt. Kiều vẹt thì giá 130. Nè. Rễ cứng chậu luôn. 130k bao ship. Trên số 7. Thân mầm gốc đang lên nè. Hình số 8. Hình số 8 là cái dáng hương tam bảo sắc hoa vàng. Hay hoa nó màu như hoa hoàng nhạn vậy đó, mà nó thơm, cực kỳ thơm, không thua gì hoàng nhạn. 130k bao ship. Hình số 8. Hình số 9 là một cây cây kiều vẹt. Thân tơ nè. Cái này hàng gừng hàm chín khỏi lá, về thời gian thì nó cũng xuống hết lá thôi. Đó, mầm gốc lên lại nè, đẹp lại, mầm gốc còn lên nữa nghe, chứ không phải lên nhiều đó đâu. Rễ nè, sinh dần dần dưới rồi. À. Ăn sinh dần sinh nẻo dưới chân rồi, ăn thuốc dưới luôn rồi đó. Hình số 9, 150k bao ship. Hình số 10, hoàng tháo vôi nè. Hôm nay mình bán rẻ rồi cái chậu hoàng tháo vôi về cho cả nhà mình, ai chỉ có sưu tầm nè. 120k bao ship. Hình số 11. Ê, hình số 10. Hình số 10 là hoàng tháo vôi nè, 120k bao ship luôn. Hình số 11, trúc đen. Đó, hình số 11, trúc đen nha. 130k bao ship. Cây cao mét mấy luôn. Hình số 12, kiếm bi color hay gọi là kiếm hai màu. Đó. $120k bao ship, là bán giá rẻ cho cả nhà mình sưu tầm luôn đó. Hình số 12, kiếm bi color hình số 12, hình số 13 nè. Cái dáng hương đuôi chồn.
cái này 150 là mà mình tại mình bớt cho cả nhà đó. Dán hương đuôi chồn 130k bao ship, hình số 13, hình số 14 là một cái giò quế tím, quế tím bán rẻ là hướng dậu nè, có ai chốt không nè. Đó, hoa thì tuyệt vời luôn, hoa thơm, hoa đẹp, màu tím thôi khỏi phải bàn luôn. Đó, hình số 14 quế tím là 130k bao ship, mình hạ giá cả nhà, ai chưa có mình vô sưu tầm nha. Hình số 15 làm lên thêm cái hỏa hoàng cam nè, đẹp chưa, rễ nó ăn vô khúc gỗ luôn à. Chậu nào như chậu đấy, hỏa hoàng cam, hỏa hoàng cam cây nó dày nó đã lớn mà, rễ thì thôi khỏi phải bàn luôn. Thần với mấy khúc gỗ về bao chắc luôn cả nhà, tự nhiên nhảy mũi. Hình số 15 hỏa hoàng cam 150k bao ship, bình thường bán giá 180. Hình số 16 là vanda kim, dòng này ưa nắng, ai chỗ khu vực nắng nóng mà chơi cái này nè. Vanda kim nó với hỏa hoàng cam với hải yến hợp luôn, 130k bao ship, tròn ẩm cái chậu luôn. Hình số 16 vanda kim. Hình số 17 là một cái chậu cẩm cù lá xoài hoa màu đỏ, cái đọt nó dài sọc luôn rồi. Ăn tuốt này nữa mình đóng hàng mình sẽ dồn nó xuống cả nhà, mình về mình kéo nó lên lại nha. Đó, hình số 17 van ấy cẩm cù lá xoài hoa màu đỏ 120k bao ship. Hình số 18 là một cái chậu báo hỷ, trời tự nhiên quên tên đó cả nhà. Báo hỷ thân tơ nè, thân tơ nè, thân tơ nè, thân tơ nè. Đó, thằng này thì nữa nó có hoa, nó có trên ngọn vậy nè, hoa nó màu đỏ với màu trắng nha, nhưng mà tuy nhiên cái này chắc nghĩ là màu đỏ tại cái rễ nó nè, cái rễ nó đỏ nè. Báo hỷ là tết có giờ là sung túc luôn á, 130k bao ship. Hình số 18 rồi. Hình số 19 là một cái giò sơn thủy tiên đó, cực kỳ đẹp chưa, ngoài bán giá rẻ ai chốt được chốt. Hình số 19 sơn thủy tiên, cây cao trên một gen, cỡ tầm hơn con gen rưỡi, mầm gốc đang lên tu tủa, rễ cứng chậu luôn. Hình số 19 180k bao ship, 180 bao ship nữa, trừ tiền ship bốn mấy ngàn cả nhà. Hình số 20 kiều vuông hay còn gọi là thủy tiên trắng đó, 150k bao ship, cái chậu lùm luôn, ta bán không bao ship đâu, mình là bao ship trừ tiền ship bốn mấy ngàn, ta bán ví dụ 150 là mình phải trả thêm tiền ship nữa đó. Hình số 21 long tu sưng, một 120k bao ship. Hình số 21. Hình số 22 là một cái chậu bờ gáp hoa màu vàng lưỡi chấm đỏ, tuy nhiên nó không có thơm mà bền hoa nha, của mình ở trước tới giờ vẫn còn hoa đó, chưa tàn nữa, nếu mà mình đừng cái tưới nước lên cái hoa nó là lâu tàn lắm. 130k bao ship, dòng này hoa quanh năm. Hình số 22. Hình số 23 là một giò quế tím, một cái chậu lùm luôn đó, một cái chậu quế tím lùm luôn, 150k bao ship, ghép bít cái chậu luôn, chậu phi 20 đó, trồng hoàn chỉnh một quả thông hết, ở đây trồng là hoàn chỉnh hết chứ không có trồng sơ sơ. Hình số 23 quế tím 150k bao ship. Hình số 24 là một cái giò hồ điệp gừng nữa, mình cố định nó lên lại đẹp lại nha, cái này nó bị ruột cái cọng dây nó hồng dữ. Hồ điệp gừng 120k bao ship. Hình số 24. Hình số 25 là dáng hương môi quạt đó, cái lớn không cái nhà chứ không phải cái nhỏ đâu, cái dòng này nó vậy là nó lớn dữ lắm rồi đó, để lớn hơn nữa nó cũng có nhưng mà nó lâu ít lắm, hiếm lắm. Cái cây này nó già luôn, nó từ trên đây mới xuống tới đây, cái gốc nó xuống nằm tới đây.
lá xếp kích kịch đẹp cực kỳ vô. 250k bao xếp. Hình số 25, hình số 26 là một giờ Mỹ Dung da hơn. Mỹ Dung da hơn má da rẻ, thử coi ai chốt nè, 230k bao xếp. Bình thường nó 280 nè, chứ không phải là 230 đâu. Tại còn ít thôi bán cho cả nhà mình luôn. Để qua chặt chỗ mình cần lên hàng mới, cần về hàng mới. Hình số 26, 230k bao xếp. Hình số trừ tiền ship còn có 100 mấy. Hình số 27. Hải yến. Hoa màu trắng tím, hoa phát chỉ thiên, hoa thơm cực kỳ đẹp, thơm lắm, màu nắng lên càng nắng lên càng thơm cực kỳ luôn. Mà hoa nó đẹp nữa. Hình số 27, hoa nó chùm không đó. 130k bao ship. Hình số 28, kiếm lô hội, hoa sổ số, 130k bao ship. Hình số 28, 130k bao ship. Kiếm lô hội. Hình số 29, 29 là giờ quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lan hương đang có nụ hoa. Ai gần chốt cái giò này về ngắm cái giò hoa là thôi tuyệt vời luôn. Cây lớn. Đó, bản lá lớn, cái cây này rất là chắc luôn, cái bản lá nó coi nè. Bành bung mà nó thuộc dòng lá ngắn, nó trồng nguyên cái giò này dòng lá ngắn không. Cực kỳ đẹp. Kỳ rồi hạ xuống 220 đó, giờ ai chốt để cho 200 bao ship, trừ tiền ship còn trăm mấy đó. Chị đang ship còn khoảng 160. Bán cho tụt cái quần luôn. Không ai bán cái giò cái gì mà 200 bao ship đâu. Ai cả nhà mình ai chưa có thì vô sưu tầm 200k bao ship. Hình số 29, 200k bao ship. Cái này nó bị mắc cái ngọn lên ngọn khác nha. Hình số 30. Kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng, một mẹ hai con, kết nối Zalo cho xem mặt hoa, chuẩn mặt hoa cho cả nhà mình luôn. Bán chủ yếu là cái chuẩn mặt hoa hay là không thôi, chứ cho coi hình cũng vậy à. Chủ yếu là cái cây này về mình sổ nó có chuẩn hay là không thôi. Đó, quan trọng ở chỗ đó, về cho các chú anh chị xem chuẩn bông nhưng mà gửi không đúng cây cũng vậy thôi. Nhưng mình đó giờ chưa bao giờ có chuyện đó. Hình số 30. Kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng 230k bao ship. Bình thường má 280, 250. Hình số 31, hài rủi công 130k bao ship. Hình số 32, hài gắm 100k gộp đơn. Hình số 33, trúc lan hoa ba năm 130k bao ship. Hình số 34, địa lan mạc xuân. Xuân hoa Tết nha, mầm gốc lên nha. Chi chích đâu còn lên nữa, rễ giờ rễ nó ăn lên tới trên luôn. 130k bao ship. Hình số 34. Hình số 35. Trời nó dính cái chậu. Hình số 35. Địa lan tứ thời. Cái này là hoa nó là một năm nó nở tới 4 mùa cả nhà. Cho nên ta gọi là địa lan tứ thời. Đó, ngày nữa mình sẽ cố định cho đứng gì cho đẹp nha. Đó. Mầm gốc là lên tu tủa rễ ăn trắng vào chậu luôn. Hình số 35 bán rễ cho cả nhà mình sưu tầm luôn á, trồng hoàn chỉnh luôn, rễ khó phải bạn luôn. 130k bao ship. Hình số 36 là kiếm bạch ngọc ba mầm gốc 100k gặp đen. Rồi hôm nay hoa lan thơm có một số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Các chú anh chị mình đơn hình nào chốt đó liên hệ mình qua số điện thoại 0766837606, cũng là số Zalo, kết nối Zalo mình đặt hàng nó dễ hơn. Ở nhà mình ai xem video chưa bấm vào nút đăng ký kênh thì nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.